Đi ra coi ba với mẹ đâu rồi mày. Kỹ vô. Ok chưa? Rồi, ok bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt cái máy quay ở đây nha. Còn em mình đó, ngoài kia kìa. Em mình nó sẽ ở ngoài cửa sổ đó. Một người nó sẽ hù ma mẹ mình các bạn. Còn mình sẽ lấy cái thôi nè. Mình kết nối cái lò mà nãy mà em mình giấu á. Mình sẽ bật cái giọng cười ma quái lên. Chứ mình đi ra ngoài kia mình tắt cái cầu dao các bạn. Xem là bạn lưới của mẹ mình ở trong đây như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi về phòng ngủ trước các bạn. Thế gian quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha hệt hồn. Xung quanh dâu đối tốt với mình sẽ luôn cho họ những pha hệt hồn. Trời ơi, lịch chơi. Từ vậy? Vậy? Trời ơi giờ tôi còn buông nào không thấy không? Rồi mà làm gì thì gớm rồi. Ờ cười, ông đâu có bệnh đâu ông ta. Đi mà cái gì? Ừ. Tại tôi ở trong đây là cái đèn. Bữa nay cái gì kỳ nó là chết. Chết, bà ta. Ông đi đâu ạ? Đèn chết bắt gì đâu? Ờ cái đèn nó chết. Mà có cái tiếng gì nó cười tiếng người sao đâu là như con nghiền nó kêu. Nó kỳ đó. Tại tôi giờ còn xanh nè. Có người. Ở chỗ đó không thân. Nó xấu thì nó làm chứ. Ủa thì trời gió nó đập chứ có gì đâu. Người gió nào đập ông thần. Nè, gió đập nè. Không phải vậy đâu. Chừng dao. Thôi, trời, tôi buồn quá, không ở đây dữ luôn. Ở đây làm gì dữ bà? Tối ngày cái đèn nó cái gì kỳ đó, nó chết, nó tắt, tối ngày mà cỏ mà cỏ tại bà cái đèn bà không sát thì nó chết tắt chứ gì đâu con gì coi ba cái phim ma ghét cái ảo ảnh như vậy. Coi nè giọt, nó cứ giờ luôn hết rồi. Nếu bắt phim ma coi gì? Giờ ảo ảnh. Không phải đâu, hôm nay thì bị ghi gì vậy? Bị gì? Ngay giọt. Ngay gì là ngay gì? Không biết nữa. Bây giờ, ông qua bẩn. Ông kêu hãy tao qua tôi đi. Làm gì? Kêu nó làm gì? Nó qua nhìn tôi đi. Sao mà hợp quá. Nói ông tên thần kêu hồi nãy mà em tôi đó. Đại ca rồi. Đại ca. 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 Đại bà hai nó bà lội gì nữa. Ủa trong ngày nào tao cũng cơm hết. Nãy mày thấy vậy? Tôi thấy cái tiếng gì á. Không lẽ bà hai kêu quậy cà phê trời. Bà hai đâu cứ quậy cà
phê. Mà nãy mày nghe cái gì? Cát. Cái đừng có sổ gió là gì? Rồi nãy mày biết không? Nào. Tao kể mà cha mày không tin, tao kêu ổng mình chết. Cái đèn nó chớp chắc mà hồi đó giờ đâu có vậy. Thì lâu lâu nó yếu điện chứ gì đâu. Thấy. Mà cái tiếng con gì kêu á. Con gì trời. Thì mình ở đồng quê thì con mùi tọt, con bò hông rồi nó kêu chứ gì đâu. Quê luôn con gì mà ơi. Sao? Cửa sổ kẹt kẹt, không lẽ bà nội hai gì nhát này hả? Nội hai, nó nè. Bà chết chưa được trăm ngày đó, người ta cũng cơm được đó. Trời ơi, em cũng ngon. Gì? Mẹ nói thiệt, không phải nói chơi đâu nha. Cha mẹ không tin rồi, bạn cũng không tin luôn. Giờ mẹ nói giỡn mà mình nói chơi. Giờ mẹ nói giỡn mà mình nói chơi. Trời ơi, chơi không nội mày, nói thiệt. Thiệt không? Ừ. Ngủ với bà, ma cõi. Mát chết. Gì vậy? Kêu con mi nó cũng không biết hết á. Đang ngủ mà kêu. Kêu ổng ổng thôi. Con về phòng ngủ. Con bệnh kinh hả? Ở đây chơi mẹ chút đi. Ông đi đâu đi quậy không? Đi ngoài trong đáy nghĩa chưa đâu. Khỏi đáy luôn kêu đây đi. Đáy luôn hả? Sợ quá trời, làm sao giờ? Sao thì nằm xuống ngủ đi. Tối bữa nào cũng bắt thương Phật mà sao kỳ vậy trời. Lấy dòng sức rồi vô. Vô đây sức giò cho. Gung gung. Vô khổ mắt luôn. Rồi cái ma cỏ. Nó lạnh dữ à. Nó mà không là tin cha con cũng tin rồi. Bữa nào bà hai có gì bà kéo rồi cha con. Bữa bà hai về thấy bà hai rồi đó. Bà nói là ở chợ thành phố đẹp quá, không có ai cúng mà. Về đây bảo với mày cầm luôn. Vì đây mần gà cho ba ăn, đừng có gì dịch nữa. Ở trên dịch thì đây mần gà. Mẹ nằm xuống ngủ đi. Trời ơi, có cái gì đâu mà cứ coi chừng hình xíu luôn. Ai không xong với bà đây trời. Mở mặt không có thêm lần nha. Ngủ đi. Ra tôi coi chừng hình đó. Thôi ở đây đi. Ở đây làm gì ngủ mùa. Cứ ở đây làm gì. Ngủ á. Ở đây đi ông ơi, đi hoài đấy. Đi ra đây coi chuyện hình không? Hình đâu, giờ này mình nữa đi mà. Sợ đường chết mà cứ bỏ gì bỏ. Chưa hai dây thì sửa bóng gì có gì hai dây
Trong căn nhà quan dường như có mà nó lú đầu ra làm em hết hồn hà. Trời ơi. Nó thôi. Từ từ. Không sợ anh. Chào. Sao không sợ? Khóc luôn á. Cái gì vậy? Cái gì? 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 C